Các bạn đang bị chê nghèo vì không có trang phục VIP, đã thế lại còn không có người yêu, đừng buồn nhá. Vào ngay shop thầy giáo LQ.com nhận ngay quân huy kèm theo những vòng quay nhận quân huy cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta có bao lì xì nhận 9.999 quân huy thoải mái để các bạn tiêu xài nhá. Wow, vậy là mình đã nhận được tới 5.000 quân huy chỉ với một cái bao lì xì, quá là ngon luôn. Đường link shop mình sẽ để phía dưới cho tất cả các bạn, chúng ta vào nhận quân huy nhá. Hello, xin chào bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới này thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nha bạn ơi. Thì trong clip này mình sẽ dẫn cho tất cả bạn chúng ta nhận quân huy này, kèm theo là mình sẽ tặng quà sổ sứ mệnh mùa mới M40 dành cho tất cả bạn nhá. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta cũng ra mắt cái sổ sứ mệnh mùa mới M40 và có rất là nhiều trang phục tuyệt bài biển, hình như là kiểu như là chúng ta đón chào mùa hè ấy. Sắp tới mùa hè rồi, nay cũng đầu tháng 4 nên là chúc mọi người có một tháng mới là vui vẻ và gặp thật là nhiều may mắn các bạn nhá. Ở đây thì chúng ta nói chung là toàn trang phục tiểu bài biển thôi. Đó, 3 trang phục tiểu bài biển sẽ có trong số sứ mệnh mùa này. Nên là bạn nào đang xem nếu mà thích thì chúng ta sẽ mở số sứ mệnh. Không có điều kiện thì chắc là mình sẽ dành tặng những phần quà số sứ mệnh. Và khi mình tặng ấy, nhiều bạn nghĩ là anh sẽ tặng số sứ mệnh chỉ 149 quân huy thôi đúng không? Không, mình mà tặng ấy, mình sẽ tặng cho cái số sứ mệnh vượt cấp luôn. Nên là các bạn cứ yên tâm nhá, ok chưa? Rồi thì ngày hôm qua mình có tình cờ xem được một cái video và mình làm theo thì mình thấy nhận được quân huy thật các bạn. Ok, và nó rất là an toàn luôn. Thì bạn nào đang xem nếu mà muốn nhận quân huy thì có thể làm theo từng bước giống như mình. Và sau khi mà mình nhận quân huy xong thì mình sẽ tặng quà cho bạn. Nên là chúng ta cứ yên tâm nhá. Ok, nói chung là bạn nào kiểu sợ ấy thì có thể sao một cái nick phụ mà làm rồi tặng quà sang nick chính, ok chưa bạn? Hoặc là lấy nick phụ chơi, mua trang phục thoải mái đẹp ga. Còn đây mình dùng nick chính của mình luôn, cặn cứ yên tâm đi, không phải cái gì hết, ok chưa? Không là nhiều bạn cứ nghĩ đến nhận quân huy là sợ khóa nick hay là như thế này như thế kia thì không nhá. Ok, không đâu, ok chưa? Tại vì hiện tại thì sự kiện trong game mình thấy là chúng ta cũng không thăng mới mà không có sự kiện gì mới cho lắm các bạn. Thăng mới mà chúng ta toàn mấy cái sự kiện đâu đâu không à, chưa thấy cái sự kiện gì mới để cho bạn gọi là nhận cái gì nhỉ. Đây à, chúng ta có sự kiện Veret thì tuần này chưa có sự kiện mới cho lắm để các bạn chơi đúng không? Mà nhiều bạn cũng thích chơi với sự kiện này, không có quân huy. Đấy, mình sẽ dẫn các bạn cách để chúng ta có thể nhận được quân huy hoàn toàn miễn phí nhá. Và sau nữa thì mình sẽ tặng quà trang phục số sứ mệnh đồ các thứ cho tất cả bạn luôn. Nên là bạn nào đang xem ấy, nhớ là like, đăng ký kênh, bật chuông. Mình sẽ tặng quà cho tất cả những bạn là làm đủ các bước nhá. Nhớ là ủng hộ mình, tại vì nút like, nút đăng ký, bật chuông nó là miễn phí mà. Và trong clip này thì mình cũng có thêm, đó chính là 3 thẻ Garena dành tặng đến cho tất cả bạn trong clip. Nên là chúng ta đang xem thì cứ làm đủ các bước, chúng ta nhận thẻ Garena bạn nhá. Ok chưa? Đầu tiên thì mình sẽ vào Google này, thì đường link tải một cái file thì mình có để phía bên dưới rồi. Các bạn sẽ tải file quân huy new. Đó, tải file quân huy new nhá. Các bạn nhớ là tải đúng file nhá, làm đúng đủ các bước thì chúng ta mới được nhá. Tải cái file quân huy này về. Ok, tiếp theo thì vẫn không thể thiếu được, đó chính là chúng ta tải một cái file, tải một cái ứng dụng để giải nén cái file này về. Đó chính là Zachifer các bạn nhá. Các bạn sẽ tải ứng dụng này về. Ok, ở đây nó bắt cập nhật này, thì thôi mình cập nhật luôn cho nó nhanh nhá. Cập nhật là lên cái bản mới nhất để cho nó giống các bạn. Tiếp theo thì bạn sẽ mở ứng dụng này ra nhá. Thì trong mục này chúng ta sẽ có một cái mục tên là download này. Đây bạn thấy không? Download thì trong đây chúng ta có file quân huy new này nhá. Các bạn sẽ nhấn vào này. Ok, các bạn nhấn là giải nén tại đây này. Đó, họa giải nén ra thì sẽ được một cái file cache như thế này các bạn nhá. Đây, file như thế này. Thì bước tiếp theo khá là dễ thôi, các bạn sẽ nhấn giữ vào cái file này, nhấn sao chép này, chọn sang bộ nhớ thiết bị này, chọn vào Android nhá, chọn vào data này. Tiếp theo các bạn chọn vào tập tin com.garena.game.kgvn nhá. Các bạn nhớ là chọn cho đúng tập tin nhá. Ok. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào vòng tròn màu xanh góc bên tay phải màn hình này. Áp dụng thay thế tất cả các tệp này, thay thế này. Ok, và sau khi mà thay thế xong rồi thì gọi là các bạn sẽ quay lại vào game. Đó, và quay lại vào game xong nhá thì các bạn còn làm một cái bước nữa kia. Đây, một cái bước nữa nói chung là cũng khá là dễ thôi. Các bạn sẽ nhấn vào chọn chế độ này, chọn vào cái phần tập huấn này, chọn vào phần đấu luyện nhá. Thì nói chung là cái cách này ấy
Đó, cái cách này nhá, thì nhiều bạn chúng ta cũng sợ là không biết là có được hay là không. Thì ok, nói chung là cách này ấy mình cũng có test rồi, nhưng mà mình chỉ sợ bên Garena người ta fit lỗi đi thôi, thì các bạn sẽ không làm được nữa nhá. Các bạn đang xem thì chúng ta có gì thì chúng ta cứ gọi là làm sớm, gọi là làm sớm đấy. Nhưng nếu mà Garena người ta fit lỗi đi thì các bạn chúng ta sẽ không nhận được được nữa đâu nhá. Và sau khi mà có con Huy xong rồi thì mình sẽ tặng con Huy này dành đến cho tất cả bạn luôn. Đó, ok. Rồi chúng ta chờ một chút xíu để chúng ta vào trận các bạn nhá. Đây, ok. Tiếp theo thì mình có vào trận rồi này. Thì chúng ta sẽ nâng cấp cái này lên full cấp các bạn nhá. Nhớ đấy, nâng cấp lên full cấp này. Ok, và sau khi xong rồi nhá, các bạn cũng sẽ nâng cấp địch lên full cấp luôn. Nhớ là nâng cấp địch lên full cấp nhá. Rồi ok, đây. Chúng ta sẽ lên này. Đây các bạn chạy qua đây nhá. Đây, chờ thằng Ngộ Không mới nó ra các bạn nhá. Nâng cấp thêm, à thôi không cần đâu. Ui, nhấn khó quá các bạn. À, nó đập mình kìa, nó đập mình kìa. Rồi, không biết giết được thằng này không. À, nó chạy về luôn rồi các bạn. Nó chạy về luôn mất rồi còn đâu nữa. Ok, thì sau khi mà các bạn chơi trong đây một chút xíu nhá, gọi là chơi trong đây một chút xíu như thế này này. Đó, các bạn cứ chơi như thế này thì sau khi mà đã gọi là chơi xong rồi ấy thì bạn chỉ cần chúng ta việc là thoát ra ngoài thôi. Còn bạn nào đang xem, nếu mà chúng ta không vào trận như thế này thì các bạn cũng có thể cũng có thể ấy gọi là chúng ta thoát ra ngoài game, chúng ta quay trở lại game các bạn nhá. Ok, tiếp theo bạn sẽ cài đặt này, các bạn thoát trò chơi ra nhá. Đó, bạn thoát trò chơi này ra. Và các bạn cũng nhớ nhá, các bạn cũng nhớ ấy là các bạn làm nhanh lên, chứ nếu mà game người ta fix lỗi đi thì các bạn sẽ không làm được nữa nhá. À đây, vậy là chúng ta đã lên con Huy này. Khi nãy là 81.000 con Huy, giờ thì có 91.000 con Huy rồi. Nhanh thế nhở. Đây các bạn thấy nhá, đó, vào khá là nhanh, 91.000 con Huy rồi. Thì mình chỉ sợ bên phía Garena người ta fix lỗi đi thì bạn sẽ không làm nữa được nữa, nên là các bạn làm nhanh chóng nhá. Tại vì cái lỗi mới ấy, chúng ta cài lỗi vào thì rất dễ bị Garena người ta fix lỗi đi, người ta sửa lỗi đi ấy, thì sẽ không làm được nữa, nên các bạn làm nhanh lên. Không là nếu không làm được nữa là nếu mà các bạn không làm được nữa ấy, chắc chắn là bên Garena người ta đã fix lỗi rồi các bạn nhá. Và khi mà fix lỗi được rồi thì các bạn không làm được nữa đấy, các bạn sẽ chờ cái bản mới nhất thì mình sẽ cập nhật cho bạn nếu mà các bạn không làm được nữa. Ok chưa bạn? Rồi thì ở đây mình sẽ tặng cái phần quà số sứ mệnh cho cho những cái bạn fan đã làm đủ các bước các bạn nhé. Nói chung là tặng số sứ mệnh đây, mình có cái bạn rất là nhiều, các bạn cũng còn chờ mình tặng xong để mình còn tặng cho những cái bạn mới, chứ không thì làm sao mà đủ tặng cho những bạn mới được, đúng không bạn? Ok, còn phải chờ cho mình tặng cho những cái bạn mới nữa thì chúng ta mới tặng được các bạn nhá. Ok, thì ở đây này mình sẽ tặng cho bạn đây, bạn Thư nhá, bạn nhá, Thư chị nhá. Các bạn này cũng là một bạn con gái. Xem clip của mình, nói chung là cũng khá cũng phải phải gọi là chúng ta khá là siêng. Đây bạn con gái, ôi nhìn cũng thấy thấy mặt cũng khá là xinh đúng không bạn? Đó, ok, chúng ta sẽ dùng này, chúng ta tặng quà luôn nhá. Bạn xác nhận, à quên. Chúng ta tặng là chúng ta phải tặng số sứ mệnh vượt cấp luôn các bạn nhá. Sao lại tặng số sứ mệnh này? Ok chưa? Đó, chúng ta tặng số sứ mệnh vượt cấp luôn các bạn nhá. Đây, ra xác nhận sử dụng 349 con Huy tặng không thì mình sẽ tặng luôn nhá. Đây, vậy là chúng ta đã tặng quà thành công rồi các bạn nhá. Con Huy thì mình còn 90.957 này. Đó, nhưng các bạn cứ làm được các bước thì mình sẽ kiểm tra và mình tặng quà cho bạn thôi. Rồi thì các bạn cũng nhớ là cái cách trên ấy mình cũng có nói khi nãy rồi, nhưng mà vẫn nói lại cho bạn là các bạn làm nhanh, không nếu mà bên phía Gaena người ta fix lỗi đi thì bạn sẽ không làm được nữa nhá. Ok chưa bạn? Đây thì mình sẽ tặng thêm cho một bạn fan này. Bạn này cũng theo dõi và comment trên kênh của mình nó khá là nhiều. Đây mình tặng quà bạn này luôn nhá. Bạn này thì mình lại tiếp tục tặng cho số sứ mệnh vượt cấp luôn thôi. Đã tặng quà ấy, phải tặng số sứ mệnh vượt cấp. Nên là các bạn thích phần quà gì cứ nhớ là like, đăng ký kênh, bật chuông ủng hộ mình. Vì nó cũng là miễn phí mà. Đây mình còn 90.608 con Huy này. Đó, ok. Vậy là mình cũng đã
dành tặng rất là nhiều phần quà đến cho tất cả bạn rồi. Bạn nào đang xem, nếu mà chúng ta cũng muốn nhận con Huy miễn phí nữa thì cũng có thể vào trong shop thầy giáo logi.com, đường link mình cũng để phía dưới ấy. Các bạn sẽ nhận được kim cương hoàn toàn miễn phí các bạn nhá. Và nói chung là rất là dễ và đơn giản thôi. Các bạn đăng ký này, đăng nhập tài khoản mới thì các bạn sẽ nhận được con Huy miễn phí. Chưa cần làm gì hết, các bạn đã nhận được con Huy rồi thì quá là ngon luôn, đúng không ạ? Chả cần làm gì, chúng ta cũng được con Huy thì ok rồi, đúng không? Và giờ thì chắc là mình kết thúc clip tại đây. Chào tất cả.